Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, thậm chí là cả khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 39 độ. Cùng với nắng thì trời khá khô do độ ẩm tương đối thấp và thấp nhất ngày phổ biến từ 45-60%. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 31-34 độ, có nơi xấp xỉ ngưỡng 35 độ. Sau đó từ tối mai, không khí lạnh phía Bắc sẽ lại tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, chuyển dần sang trạng thái nhiều mây có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng thời tiết nguy hiểm kèm theo như tố lốc và gió giật mạnh. Mưa sẽ còn tăng hơn trong ngày 26 tháng 4, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa mưa to, đặc biệt là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với mưa thì nền nhiệt sẽ giảm đáng kể từ 4-6 độ, trời chuyển mát. Ngay sau đợt không khí lạnh này, dự báo khoảng ngày 28 tháng 4, một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống miền Bắc nước ta. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào và dông trên diện rộng trong hai ngày 28 và ngày 29 tháng 4 cho các tỉnh miền Bắc, trong đó cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng từ nay tới hết ngày 25 tháng 4. Sau đó từ ngày 26 tháng 4, do hệ thống gây mưa phía Bắc di chuyển xuống, nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Bình cũng bắt đầu xuất hiện mưa dông rải rác và cần phải đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nắng nóng tại các khu vực này sẽ tạm thời giảm. Còn với các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng nhưng cường độ không quá gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 31-33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày sẽ dao động trong ngưỡng từ 32-33 độ tại vùng cao nguyên và từ 32-35 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ. Riêng tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì trời nóng, độ ẩm cao sẽ mang đến cảm giác oi và nóng trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Về chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên do gió Tây Nam đang giảm dần, vì thế mà diện mưa trên cả hai khu vực cũng có xu hướng giảm. Mưa xuất hiện rải rác, tuy nhiên cũng cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng khu Đông Bắc là từ 29-31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ. Riêng vùng núi là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 5, khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến gió Đông Nam. Phía Đông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.